xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một bạn bò sữa này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nha. Nhớ theo dõi hết video để xem mình hoàn thành bức tranh này nhé. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một bạn bò sữa rất là dễ thương. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh của các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu lần sau.